Ngày thứ 79, Đức Mẹ Sầu Bi. Đức Maria đã chịu đựng quá nhiều trong cuộc sống. Mẹ phải chịu sự nghi ngờ và chế nhạo khi thụ thai đấng cứu độ con mẹ cách mầu nhiệm. Mẹ đã trông lên con mẹ với tình mẫu tử trọn hảo khi con mẹ bị chối bỏ và bị hiểu lầm. Mẹ luôn ở bên cạnh người trong cơn hấp hối và cái chết của người. Qua tất cả những điều ấy, tình mẫu tử vô bờ của mẹ thật trọn hảo và vững vàng. Đức mẹ cũng đứng bên cạnh chúng ta trong tất cả mọi tình huống chúng ta phải chịu đựng trong cuộc sống. Và Đức mẹ ban cho chúng ta một chứng tá tình yêu và lòng trắc ẩn tuyệt hảo thông qua trái tim dịu dàng của mẹ. Hôm nay, bạn hãy suy niệm về trái tim Đức mẹ là mẹ Thiên Chúa. Hãy suy niệm về mẹ là mẹ Diễm Phúc, mẹ thật của Chúa Giê-xu. Vì mẹ yêu con mẹ trong suốt cuộc đời mẹ. Hãy hình dung lưỡi gươm sầu bi biết bao lần đã đâm xuyên trái tim của mẹ. Và hãy cố gắng hiểu tình yêu dịu dàng và hoàn hảo mà mẹ đã dùng để vừa yêu mến con mẹ lẫn yêu thương những kẻ đối xử độc ác với người. Hôm nay, chúng ta hãy khấn xin lời bầu cử của mẹ, xin ơn noi gương tình yêu của mẹ và xin mẹ tuôn đổ tình yêu ấy xuống trên bạn. Mẹ sẽ không bao giờ để bạn thất vọng. Lạy mẹ rất yêu dấu, mẹ là nữ vương của con. Xin hãy cầu nguyện cho con và giúp con nhận ra sự chăm sóc đầy tình mẫu tử của mẹ. Xin giúp con quay về với mẹ trong tất cả mọi sự. Nhờ đó con có thể đón nhận dồi dào lòng thương xót chảy tràn từ trái tim thanh sạch của mẹ. Xin ban cho con ơn noi theo lòng nhân hậu và sự dịu dàng của mẹ, để con cũng được đứng bên cạnh những người đang gặp khó khăn, thử thách. Lạy mẹ Maria, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa. Lòng thương xót Chúa đỡ nâng con khi đời yếu hèn. Lòng thương xót Chúa chở che con qua từng lối con về. Khi đam mê con vụng về xa Chúa, khi gian nan con tìm nương bóng Ngài. Lòng thương xót Chúa bao la vượt biển xa. Chúa đã yêu con khi con cứ mãi làm ngơ. Tình Chúa yêu con cho dù con đây hững hờ, thì lòng thương xót Chúa vẫn luôn theo bước đời con. Thì lòng thương xót Chúa vẫn luôn theo bước đời con.